Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để upload một file lên một trang web bất kỳ nào đó. Các bạn đã biết cách để tạo ra được multi data content sử dụng binary nó như thế nào ha. HTTP request thì cái chuyện này nó quá dễ dàng. Rồi, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt qua normal captcha. Dạng captcha có hình ảnh để mình lấy một cái dạng cho các bạn coi ha, không cần. Bữa nay mình định hướng dẫn các bạn vượt normal captcha của trang web nạp thẻ của VTC Game ha, thì khá là dễ. Khi mà vô trang này theo đường dẫn là vtcgame.vn nạp vcoin gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể Google để lòi ra trang này được. Bạn có thể tìm trang nào đó khác tùy. Trang này mình có gắn trong Sucot nên các bạn có thể vô và xem dễ dàng. Thì ở đây các bạn thấy nè, mình sẽ phải điền series vô, rồi mình phải điền mã thẻ gì đó vô. Mình đi bất kỳ thôi không quan trọng. Cái này chủ yếu là để mình vượt qua được captcha. Còn lại mấy cái này khi mà bạn gửi request thành công rồi bạn sửa miễn thông tin như thế này đúng lại là chạy à, được không? Rồi phải điền vào cái tài khoản, thì tài khoản từ thời muôn thuở rồi của mình là tài khoản này. Rồi thì khi bạn điền captcha vô 7E9UED thì khi bạn nhấn thanh toán nó sẽ thông báo là zero không hợp lệ. Nếu bạn điền captcha đúng, bạn điền captcha sai nó sẽ báo là sai mã cách xác nhận. Vậy thì thành ra đây là một website rất là hợp lý để mình test cho các bạn thấy là chỉ cần captcha sai là nó báo sai captcha liền. Còn nếu captcha đúng nó sẽ báo là sai số series. Lúc đó bạn muốn làm đúng, làm thật sự, bạn chỉ việc điền số series đúng vào, mã thẻ đúng vào, tài khoản đúng vào là chạy. Hợp lý chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu nè, mình đi vào cái bước bắt đối tin của nó như những bài trước mình đã làm. F12 lên, thông tin số series gì đó cứ để đó, chẳng cần phải sửa làm gì ha. Chủ yếu là các bạn xác nhận đây thôi đó. Thì đầu tiên là chúng ta thấy nè, khi mà các bạn nhấn vô cái captcha này, mỗi lần nhấn nó sẽ đổi nè, mỗi lần nhấn nó đều đổi cả. À, và khi bạn nhấn đổi, bạn để ý nè, nó không hề gọi bất kỳ cái request nào luôn. Vậy nó mới ngầu. Web bá đạo chưa? Đấy không? À, không, ôn, có. Có một cái request, quên cho mình bị filter lại, không thấy. Tức là mỗi khi nhấn, nó sẽ gọi một cái request như thế này để lấy captcha mới. À, rồi ok, vô đây thử nha. Vô thử xem ra cái gì nha. Úi trời, cái gì vậy? À, chắc bị lỗi, em nằm lại thử em. Ơ, nó lại đổi data kìa. Thử cái nữa. Ok vậy. Ồ, vậy cái này là bị cái gì? Lạ quá đúng không? Bây giờ mình thử copy cái này xuống nè, ra ngoài desktop nè, new, một file gì đó chẳng cần biết. Phải test đi ha. Bắt vô, lưu lại, kệ nó. Nó báo lỗi, kệ nó. Sửa cái đuôi này lại thành JPG chẳng hạn. Mạnh lên. Không được. Ờ, vậy sao? Không được luôn. Tại ban đầu mình phỏng đoán cái đó chắc sẽ là cái dữ liệu binary của cái hình. Thì mình bắt vô phải test rồi mình đổi đuôi lại chắc là sẽ được. Nhưng mà nó không được rồi. Vậy chắc là mình sai. Nhưng mình biết chắc chắn nè, chỗ này nó là cái hình. Theo kinh nghiệm của mình, biết chỗ này chính là cái hình. Chẳng qua nó không có hiện hình ra, mà nó là dạng binary, dạng kiểu nhị phân. Thì cái này bạn chỉ cần write binary trực tiếp vào cái file là được, chứ không phải copy paste như mình. Bạn dùng code, bạn làm một chút là ra. Ok, thì mình biết cái này là cái hình nè, dữ liệu của cái hình nè. Mình ghi ra là nó sẽ lòi ra. Đồng thời mình biết thêm một thông tin nữa. Bạn để ý mỗi lần mình F5 nè, nó thay đổi đúng không? Đây chính là cái dữ liệu captcha của bạn mỗi lần nó thay đổi đó. Ok, rồi đây là một cái lưu ý thứ hai, để lại đó. Và thường á, các website nào mà có dạng normal captcha nó đều như vậy. Một là hiện dạng như thế này, hai là hiện cái hình lên luôn. Và mỗi lần bạn vô nó được sẽ đổi hình. Thì như vậy nó ra captcha mới. Đúng chưa? Đây là một cái lưu ý lại cho chúng ta ha. Để đó, giải quyết xong. Bây giờ mình phải giả lập được cái dữ liệu này trước, captcha tính sau đúng không? Vậy bây giờ mình thử điền captcha bừa. Cái mình nhấn thanh toán coi. À, thì mình thấy có một cái là top up bài cạc. À, nó có một cái dữ liệu là một cái gói tin gửi đi là cái top up bài cạc. Đây. Được chưa? À, nếu bạn nhìn ôn bạn thấy nè, sau khi nó top up bài cạc xong nó lại lấy captcha mới. Tại sao? Tại vì kết quả trả ra sai, ra sai thì phải lấy captcha mới. Được chưa? Rồi. Để đó. Vậy bây giờ mình thử mình giả đi. Mình biết thằng này là boss. À, rồi, boss thì dễ rồi, có bị bắt thôi. Qua đây, mình làm thêm button nữa. Button này sẽ là cái gì? Normal captcha BTC đúng không? Ở cái mức low level thì làm dễ thôi, cho các bạn dễ theo, các bạn dễ demo, các bạn dễ chạy được. Còn như tụi mình bây giờ thì một là xài dịch vụ cho nhanh để cho khách chịu tiền. Hai á, mấy mức nào mà high level hơn á, xài cho riêng mình á, xài cho riêng team hoặc là xài cho những hệ thống lớn hơn á,
lúc đó chịu tiền không nổi thì buộc phải tự vượt captcha bằng OpenCV cho máy nó học. Rồi ok, thì mình có một nút vượt nguyên một captcha vô đây. Ở đây mình sao kiếm thằng nào bot bot mình làm giống giống vậy lại đi ha, dễ mà đúng không? À, ở đây cũng get token đồ các kiểu bot nè. À chắc này xài được ha, lấy nguyên cục này ra mượn đi, mượn xài lại. À rồi, new cookie user agent get data bla bla gì đó ở đây. À cái này là cái thằng bot đăng nhập đúng không, mà mình đâu cần bot đăng nhập, mình chỉ cần bot mà giả lập lại dữ liệu thôi. Thì bây giờ tạm thời này bỏ qua, cái này bỏ qua, quay lại chỗ này mình bắt đầu về giả lại dữ liệu nè. Bây giờ đầu tiên là mình biết cái đường dẫn là gì, là đường dẫn này đúng không? Đó, bỏ vô super easy luôn nha, không phải lo ha. Đó, này bỏ đi rồi rồi. À, giả sử và HTML đây, rồi vô đây, rồi tới data nó là gì, cứ lượm nguyên cục data của nó thả vào đó tính sau, xem nó chạy kết quả là cái gì đã. Tùy theo kết quả bạn sẽ phỏng đoán được cái chuyện gì xảy ra tiếp theo. À, cứ đưa nguyên cục vô, mấy chuyện khác tính sau. Rồi ok, thì theo lý tới đây là ổn rồi, tới đây là mình đã test được là chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ mình đặt debug ở đây để xem cái kết quả HTML này nè, khi mình giả lập dữ liệu mình gửi lên nó sẽ ra cái gì. Những cái nồi một cái chai rồi, nó trả ra một cái trang web gì đó hả? Ồ vậy thì mình thử mở luôn trang web lên coi, thì mình có phần test nè. Gì đây? The required anti-fraud cookie request verify token is not present. Vậy tức là sao? Tức là cái token của mình bị sai, giống như cái lúc mà mình đăng nhập, lúc như mình đăng nhập ở trên HTTP này nè, là mình phải lấy token đúng không? Thì lấy token nhét cho nó mới chạy. Vậy thành ra chỗ này nè, mình sẽ chừa chỗ cho thằng token, tìm tới cái hoặc và biết chắc là vậy, tại vì lúc đăng nhập mình đã làm rồi. Bây giờ mình sẽ trả ra đây, và cái token này thì chắc chắn sẽ phải là một cái token khác đúng không? Cái token này chắc chắn sẽ phải là một cái token cách lấy nó khác. À, biết là chắc chắn luôn, cái web này khi mà nhìn ra cái thông tin mà dạng token như thế này nè, là biết chắc chắn nó viết bằng ASP, ngôn ngữ C# web á. Ha, còn nó là web form hay ASP.NET thì còn tùy. Chưa? À, tại vì sao? Tại vì cái dạng token như thế này nè, request verify token, mình làm với những cái web như thế này nhiều quá rồi, mình quen rồi, mình biết. Và đồng thời mình cũng làm ra cái web như thế này nữa, mình biết. Và ở đây bạn thấy chữ ASP.NET nè, là biết web này làm bằng C# đó. Ok, thì là thường các dạng token của dạng web này nó sẽ giống nhau. Nhưng bây giờ cứ làm bài bản đi, tìm token đồ này kia bài bản đàng hoàng đi ha. Nhưng bây giờ mình copy trước, copy hàm lại trước để xài. Ở đây có một cái get data login token đúng không? Mình sẽ làm ra một cái get token khác, là get token VTC đi ha, VTC token. Được chưa? Tạm thời để yên như thế này đi, từ từ xài lại sau. Xong xuống đây, thanh niên này gọi hôm nay chưa, lần nào đang đó. Rồi tiếp nè, mình qua đây mình xem thử cái token này là có hay không. Đây rồi, copy thằng này qua bên đây kiếm có không thử nha. Tìm Ctrl F để hiện lên cái phần file nha. À có nè, trời ơi. Và theo như mình nhìn thấy thì thằng này nó giống y chang đúng không? Thì này bạn vô ra guest, bạn làm y chang những bước trước mình đã làm, chắc chắn nó sẽ lòi ra. Tức là mình đã quen rồi, mình đã làm sẵn cho bạn cái hàm token rồi. Các hàm đã lấy token rồi, cái guest đã lấy token rồi, thì bạn thấy nó sẽ y chang. Bây giờ mình xem thử trong đây có bao nhiêu thằng. À, chỉ có 1/1, chỉ tức là lấy token đầu tiên. Rồi. Vậy là cái hàm lấy token của mình y chang như thằng cũ. Đồng thời thằng này lấy thằng đầu tiên, thay vì 1 lấy là 0. Thì có phải là lấy được đâu. Easy đúng không? Rồi. Quay lại đây, thì tức là mình đã lấy token, mình nhét được rồi. Có token, dữ liệu giả lại y chang, mọi thứ đi ha, dữ liệu y chang. Rồi chạy thử nha, chỗ này mình không có dùng lại cái username này nữa. Username này sẽ là cái thằng của mình. Đó. Bắt đầu điền dữ liệu vô, đưa mấy dữ liệu cho nó đậm chút. String serial bằng gì đó, string code bằng gì đó, string captcha bằng gì đó. Tại sao mình biết những thứ này? Tại vì bạn coi bên network nó nè, data nó gửi nè. Type là gì? Serial type là đủ đổi đúng không? VC chắc là VTC, VCoin gì đó của nó, chắc là vậy. Đó, token này đổi nè, series nè, cái này đổi nè, cái này đổi nè, cái này đổi nè, đúng chưa? Còn cái cuối của nó là captcha verify. Rồi, thì mình chỉ biết đưa ra những biến tương ứng, series cũng điền lại gì? Bước bừa vào. Code lại gì? Bước bừa vào. Đó. Rồi cách cha điền bừa vào luôn.
Rồi, bắt đầu thay các vị trí của nó vào đúng không? Series kẹt bằng đây. Rồi, code bằng giờ username. Rồi, captcha. Rồi, là coi như mình giả lại dữ liệu được rồi, dữ liệu mình để động rồi, hay là cần mình đổi thôi đúng không? Rồi, chạy thử coi kết quả là cái gì ha. Để đây đi. Nào một cái captcha. Kết quả ra nè. Ô, vẫn ra một trang web nè. Trang web lỗi luôn nè. Gì đây? Token gì gì đó, gì gì đó, gì gì đó. Tóm lại là lỗi. Vẫn còn lỗi. Vậy bây giờ chắc là mình còn sai ở đâu đó nữa. Thử lại lần nữa coi cái token mình lấy ra là cái gì. Lấy ra được đàng hoàng nè, token mình lấy được đàng hoàng nè. À, nhầm, nhầm trang, nhầm trang. Mình lấy cái token của nhầm trang. Rồi rồi rồi, lại lại lại. Lỗi. À. Gì đây? Tới lúc lỗi vô là lỗi rồi. Gì 404. HTTP user again. À, cookie không có. Vô đây chạy gì đó có gắn. Nó có get luôn. À, có gắn cookie nhẹ ra luôn. Rồi. Get URL tốt. À, nhầm nữa. Tiếp tục nhầm lần nữa. Cái token mình lấy á, đâu phải là cái top up bài kẹt này, mà phải là cái trang này nè. Tại vì cái thằng nó element của nó là của nguyên trang này, mà tối về kẹt chỉ là một cái đường dẫn để mà nó bót lên thôi. Đó, lại sai nữa. Tiếp. Token lấy đúng nè. HTML trả ra nè. À, HTML gì nó khác nè, nó không còn HTML nữa. Nó ra gì một cái là response status trừ 99 rồi error message là hệ thống bận. Vui làm thử lại sau. Vậy tức là nếu như mà mình gửi dữ liệu đúng thì nó mới trả ra được cái thông tin như vậy đúng không? Cái top up bay kẹt này bản chất nó là một cái API nè. API này đưa dữ liệu lên. Đúng chưa? Rồi nó sẽ trả ra kết quả là cái gì gì đó, ABC gì đó. Còn nếu không á, thì sẽ trả ra có cái trang web lỗi giống như hồi nãy. Vậy tức là dữ liệu mình gửi đã đúng rồi. Cách gửi đã đúng rồi, chẳng qua là data bên trong đó nó còn sai rồi. Rồi, vậy thì chỗ này mình không dùng tới này nữa. Mình làm hay hơn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn lấy kết quả từ JSON về rồi đúng không? À, vậy coi. Respond này, đó thấy chưa? Sai mà xác nhận, ý chán biết mà. Đó, thì gửi đúng nó sẽ ra như thế này. Sai mã xác nhận, ủa khoan. Thằng này là sai mã xác nhận, sao thằng kia của mình là hệ thống bận. Thôi kệ, từ từ bỏ qua đi. Bây giờ mình biết là mình đã gửi được thành công rồi. Bây giờ mình tiếp tục để cho nó tới nơi chút. Thì ở đây sao? Mình muốn tạo ra một cái VLC model, mình copy cái JSON ở đây. JSON trả ra của nó ở đây. Mình lại tiếp tục edit path special JSON class. Đây sẽ là VLC tra response model. Được chưa? Thì mình lấy cái này ra. REST data là cái gì? Là bằng JSON convert chấm the series of object. Bài trước đã hướng dẫn rồi đúng không? Bài này không có cần phải nói lại nữa. Thừa. Lấy các HTML mình vừa lấy ra được là lòi ra. Đúng chưa? Đó. Rồi mình chỉ việc sao? Message box chấm show show chính cái REST data chấm cái error message của ta ra. Tại sao mình biết có error message? Tại vì mình nhìn đây nè. Một cái là response status, một cái là error message. Đúng chưa? Đó, chỉ việc show thôi. Thì bây giờ chạy thử nè. Từng bước từng bước. Kết quả là hệ thống bọn vô làm thế là sao thấy chưa? Đó. Đâu vào đó. Bây giờ bắt đầu giải quyết tiếp cái chuyện tại sao nó ghi là hệ thống bận. Theo lý là mình gửi dữ liệu đúng rồi mà đúng không? Mà nó vẫn còn ghi là hệ thống bận. Vậy là phải có vấn đề gì đó. Bây giờ lặp lại thử nè. Cái gói tin nó gửi lấy token rồi, top up được bài kẹt rồi. À, thử lại đi. Vô đây thử lại nha. Quay lại. À, đó, F5 một phát là ra quá trời bùi nhùi nó ghê chưa? À, lặp một chút. Xuống 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 collect chỉ được kiểu A B C X Y Z bú xua luôn, nhìn ngu người luôn thấy không? Đó. Biết là có một đoạn là lấy captcha xuống nè, rồi kéo 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 toàn loss JS được các kiểu không à, bỏ qua collect gì đó API gì đó, chẳng lẽ bây giờ mình đi ngồi giả lập lại hết đầy đủ cho nó đúng, quá phiền. Nhưng mà thật sự á, cũng nên thử như vậy, tại có nhiều website nó gài như thế, là bạn thiếu một cái request nào đó mà nó không chạy, request nào đó trước đó. Bây giờ mình phỏng đoán coi có phải là do cookie hay không. Bây giờ có phải là do cookie mình làm sai không?
Mã xác nhận thì bừa vào. Bụp. Rồi tới bài kẹt. Coi dữ liệu nó gửi lên nè. Form là nó xong rồi nè. Chắc chắn cái này là mình gửi đúng nè. Chứ nếu không là nó làm sao mà cái chuyện mà API nó trả về được, đúng không? Đã gửi đúng rồi thì API nó mới trả về cho mình biết rằng là mình đúng sai chỗ nào. Vậy tức là dữ liệu gửi đúng. Vậy thành ra không có chuyện mà header mình bị thiếu hoặc là data mình bị sai. Vậy thì có lẽ nào trước đó nó có một cái request nào đó mà mình bị quên. Bây giờ bắt đầu quay lại nè. Thằng HTTP request này nó có một cái nhược điểm, đó là nó không load được JavaScript. Vậy câu hỏi của chúng ta nè, cái captcha nó được tạo ra từ đâu? JavaScript. Mà vì nó không load được thành ra nó chết. Bây giờ mình nhấp phải để inspect nó nè. Cho bạn coi, cái này là nhờ kinh nghiệm là nhiều nè. Đó, phải ngồi mò mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà kinh nghiệm nên mình biết. Ở đây on click cái captcha nó lấy sụt rồi. Nhưng bạn thấy rằng trước khi mà mình top up bài kẹt á, trong cái code của mình đã lấy về chưa? Chưa. Vậy có lẽ nào do thằng này nè, khi lấy về nó sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra. Từ đó hệ thống nó biết rằng thằng này đã load được captcha. Vậy bây giờ mình thử đi. Chưa biết là gì, vô đây thử luôn. À, lấy thẻ cào, lấy token gì đó cái kiểu, đúng không? Ừ, lấy xong rồi sao? Get cái đó. Get data, đưa HTTP với mình vô. Rồi đưa URL vô trước hả? Đưa URL vô, HTTP vô. Đó, chỉ còn vậy thôi. User gần nhấn cầm. Tại vì nó get trước đó rồi. Thử nha, xem được không? Get thử thôi chứ không làm gì đó. Xong. Sai mã xác nhận. Vậy tức là sao? Vậy là rõ ràng luôn. Rõ ràng là captcha mình gửi lên bị sai thì chắc chắn rồi. Nhưng mà nó không còn bị hệ thống bận nữa, nó ghét cái captcha trước đó nữa là xong. Vậy tức là cái hệ thống này mình phỏng đoán á, là nó phải ghét được captcha. Chưa ghét captcha thì coi như chưa từng được ghét captcha nên hệ thống bận là phải. Thì nó báo đúng rồi, nó báo chắc là lỗi gì đó nên thành ra bạn không ghét captcha được, cho nên hệ thống nó mới bận. Vì hệ thống bận nên bạn mới không ghét được cái captcha. Ý nó là vậy đó. Chỗ này bạn muốn đảm bảo thì bạn làm một cái hàm dựa theo time span, dựa theo cái millisecond á, đưa ra thôi. Chẳng qua nó là một con số ngẫu nhiên nào đó thôi, còn không để nguyên khỏi đổi. Chạy được là chạy. Chơi. Rồi. Bây giờ bước tiếp theo làm sao giải được cái captcha. Bây giờ mình giả dụ đi. Mình làm sao biết thằng này nó là hình ảnh rồi, đúng không? Mình chuyển nó về hình ảnh cái mình giải captcha bằng tay trước đi. Hẳn nói tới cái chuyện tự động sao? Ok. Vậy bây giờ giải captcha bằng tay. Bây giờ giải sao nào? Đầu tiên mình phải đưa thằng này trở về là một cái hình được. Mà để thành hình đầu tiên á, từ cái response này. Tu. À quên. Thằng này nó ghét chỗ này không được rồi. Nó phải đổi thành http.get. Rồi. Chấm to memory stream. Chuyển nó thành memory stream, sau đó chuyển nó thành mảng array. Array này nó sẽ trở thành là một mảng byte. Sau đó từ cái mảng byte này mình dùng cái hàm file write all byte. Write ra một file nào đó bất kỳ. Ở đây giả sử là captcha.jpg. Ok. Thử nha. Tới đây đặt debug cái nè. Qua đây nè. Đây chính là đang thư mục debug nè. Chưa? Mình chạy thử nha. Xong rồi coi như nó write được file. Qua đây coi thử coi không. Có captcha.jpg nè. Có phải captcha không? Cho nên mình mới nói là cái dữ liệu đó mình biết chắc chắn nó là hình. Vì mình làm riết mình quen rồi. Các bạn khỏi phải mất thời gian các bạn ngồi mò nữa. Mình chỉ luôn cho lẹ. Thì biết đây là captcha đúng không? XRACSB. XRACSB. Đúng không? Bây giờ coi như mình biết captcha rồi, mình tự giải captcha bằng tay. Mình chạy coi xem ra được không? Series không hợp lệ. Tại sao nó báo series không hợp lệ? Tại vì mình giải captcha thành công. Captcha mình ghi đúng. Đúng chưa? Thì captcha mình ghi đúng nó mới ra series không hợp lệ. Thì bây giờ mình sẽ thấy vui là bởi vì nó nói mình không hợp lệ. Tại sao? Tại vì tới đây mình biết chắc chắn là gói tin gửi đúng nè, captcha nè, là mình biết mình lấy hình ảnh về mình giải đúng cái captcha lúc đó nè. Đúng không? À, rồi bây giờ việc của mình là gì? Làm sao để tự động giải captcha nữa là xong. Đúng chưa? Tự động giải captcha nữa thôi. Rồi, thì lúc này để tự động gửi giải captcha, một là bạn dùng dịch vụ bên ngoài. Tại sao lại có cái dịch vụ này? Bản chất cái dịch vụ á
Nó cũng chỉ là dễ captcha bằng tay. Chẳng qua là có người khác người ta gõ giùm bạn tự động, hệ thống chạy liên tục 24/24, thay vì bạn ngồi bạn gõ thì bây giờ người khác gõ giùm, bạn trả một khoản tiền nhỏ xíu cho người ta. Thì những cái hệ thống đó có thằng là anti captcha, có thằng là chu captcha, la 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 gì đó. Ha. Thì mình dùng quen tay là thằng chu captcha. Những thằng này á, bạn hoàn toàn có thể lên Google bạn tìm. Chu captcha chẳng hạn. Đó sẽ vô trang chu captcha như thế này. Bạn có thể đăng ký và bạn nạp tiền vào, và tiền ở đây nó chấp nhận là dạng Bitcoin, dạng tiền ảo nha, chứ không có chuyển ngân hàng theo kiểu e-banking đâu, không có. Là bạn phải dùng tiền ảo bạn nạp vô. Được chưa? Bạn dùng tiền ảo bạn nạp vô, rồi sau khi vô xong á sẽ có chỗ để bạn lấy ra một cái gọi là API key. Cái key đó nó sẽ giúp cho các bạn cái chuyện là nó giải captcha cho bạn. Bây giờ coi như là bạn đã có được cái API key đó rồi nha, coi như là bạn đã có cái API key đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái form, làm thêm một cái test box. Test box đó sẽ là cái API key của mình. Đó. Chỗ này nó sẽ là API key. Ok. Thì mỗi khi mình dùng mình sẽ bắt nó vô đây để mình lấy ra. Thứ nhất là để bảo mật chính cái key đó của mình, tại vì cái đó là tiền mà. Mỗi khi bạn xài nó sẽ tốn tiền. Tiền ảo mua mình lên xuống giá lung tung. Mất công các bạn lấy các bạn xài lung tung mình trả không nổi. Mình cũng không muốn xóa key làm gì. Được chưa? Thì thành ra mình sẽ dùng cái test box này bảo mật chính cái key của mình. Tới khi mình cần mình lấy cái key từ cái test box này ra. Còn của các bạn thì các bạn tự tạo, các bạn tự đăng ký, các bạn tự nạp vào rồi giải ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm đó. Rồi. Thì ở đây mình sẽ phải có một cái hàm nào đó để mà lấy cái captcha ra đúng không? Rồi. Từng bước nha. Đầu tiên mình sẽ đưa cái thư viện giải captcha đó vào để dùng. Nha. Rồi. Thì mình sẽ tạo một hàm gọi là resolve captcha. Thì captcha nó là dạng chuỗi đúng không? Thì trả ra là string. Resolve captcha. Rồi, mình sẽ truyền vào lấy gì? Chắc chắn là mình phải truyền vào cái key, API key. Là cái captcha key. Và cái thứ hai là mình phải truyền vào cái hình ảnh của mình. Mình phải truyền cho cái hình của mình. Mà hình của nó thì cái hệ thống captcha đó nó nhận vào là một dạng chuỗi base 64, thành ra nó là chuỗi luôn. IMG base 64. Đó. Quên. Cái này là captcha của mình return captcha đây. Chờ, rồi ở đây mình sẽ là cái bước để mình xử lý cái captcha này. Trước khi mình viết cái hàm định nghĩa này, mình lấy cái captcha vào mình giải, mình lấy ra được cái kiểu ở đây ha. Thì captcha này ở đây sao? Ở đây trắng ra đóng mùi nhùi bấy nhầy ở đây đúng không? Đây là một dạng bí sĩ nè. Thì bây giờ mình phải chuyển thành bay số 4 đưa vào cái captcha của mình. Thì ở đây sao? Resolve captcha. Cái resolve captcha này á, bản chất là resolve normal captcha. Nhớ nha, nó là normal captcha nha. Sẽ có thêm một cái hàm là resolve true captcha nữa. Resolve normal captcha. Rồi đưa vào sẽ là cái API key đúng không? Nó sẽ là cái test box 1. Test box 1 là này nè. Tên đó nè. Từ cái tên lấy ra. Test box 1.test. Được chưa? Tiếp tục mình đưa vào cái base số 4 của mình đúng không? Base số 4 có phải là cái thằng này mình lấy ra được nè. Vậy làm sao chuyển thành base số 4? Từ đây nè. Convert.toBase số 4 string. Thấy chưa? Chuyển nguyên cục đi vô. Nhớ tới cả toMemory stream đây luôn nha. Đó. Ok. Chắc là còn đóng mùi nhùi bấy nhì gì đó đây. Chấm tua đây nữa. Rồi. Đó. Chỗ này có cần thì bỏ đi. Hay là bạn muốn lưu lại nha. Hay là lưu lại cho các bạn dễ coi ha. Để các bạn tí nữa tra ngược lại coi là mình có đúng không. Vậy thì chỗ này á, tua đây. Lưu này lại. Thành và pin. Pin như vừa bạn. Được chưa? Thì đưa nguyên cục này vô. Thay vì để dài lằng ngoằng như thế này xấu quá. Ok. Chỗ này sao? Write on by bin image. Và chỗ này sao? Quay lại captcha JPG. Ok, để nữa mình quay lại mình so. Mình so được cái hình mình lấy ra và cái kết quả sau khi mình giải captcha nó có giống nhau hay không. Đúng chưa? Phải như vậy chứ.
Rồi thì khi có cấp gia đưa vô thì theo lý là xong đúng không? Vậy mình chỉ việc định nghĩa cái hàm này nữa là xong. Đó là lý thuyết. Chỉ việc định nghĩa cái hàm này nữa thôi. Chưa? Rồi. Ừ, được quá rồi. Đặt thì bớt ở đây đi. Để nó giải cấp gia xong mình cũng biết được. Đây. Rồi. Bây giờ giải cấp gia ở đây bằng cách nào đây? Thì thực sự trong cái trang chu cấp gia á, nó đã hướng dẫn các bạn những cách để dùng API được các kiểu rồi. Nếu các bạn đủ tầm á, các bạn đã quen rồi, đủ trình độ rồi, các bạn vô các bạn tự biết ra. Còn khi chưa, xin chúc mừng, mình hỗ trợ cho các bạn chuyện đó. Đây là class giải chu cấp gia. Mình viết sẵn rồi ha. Đó, tới lúc bạn chỉ việc vô đây, bạn lấy class này, nguyên cụm này nè. Read cấp gia, chu cấp gia nè. Đây là giải, ok. Rồi, giả sử mà mấy cái thằng này bạn cứ giữ nguyên đi, đừng có đổi làm gì hết á. Bạn chỉ việc xài hàm thôi là được. Chỉ biết là lấy hàm ra xài là được, chứ đừng có bận tâm nha. Chứ sửa một hồi là bạn không biết được đâu mọc là. Thì bạn thấy á, có hàm là resolve normal cấp gia. Thằng này truyền vào là bay 64 và trả ra là resource. Là cái cấp gia của mình đó. Nó là out luôn. Và resolve chu cấp gia cũng vậy, đưa vào cái Google key. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn giải chu cấp gia cũng dùng thư viện đi luôn. Tiện ha. Và đưa vào là một bay URL, kết quả ra resource. Được chưa? Rồi, đây là hai hàm mà chúng ta cần dùng. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái hàm là slow normal cấp gia. Cách dùng như thế nào? Ở đây bạn ở đây đúng không? Bạn vô vào là một cái cấp gia key rồi nè. Bạn dùng một cái image rồi nè. Thì đầu tiên á, dùng cũng dễ lắm. Bạn phải tạo ra một cái read cấp gia. Tạo instant cho nó mà. Read cap chẳng hạn bằng new. Đó. Sau khi tạo xong thì tại chỗ này bạn sẽ đưa cái cách cha key vào luôn. Để sau này nó giải cho bạn luôn. Lỗi phải, à quên. New đi. Rồi, tiếp. Hàng này xài nó là recap.slow normal cấp cha. Đưa vào là cái gì? Thì bay số 4. Và out là cái cap của bạn. Dễ không? Viết hàm sẵn cho rồi xài dễ lắm luôn. Nhưng mà ở đây chưa đủ luôn nha. Tại mình muốn tiết kiệm số lần mình test. Tại mỗi lần test là tốn tiền. Và test nó cũng lâu. Nó không có dễ nhanh bực là xong được lâu. Tại phải sao? Đưa cái hình này lên trên hệ thống của người ta. Xong người ta giao cho một ai đó để ngồi gõ, để giải cấp gia. Xong giải xong nó submit ngược lại, nó mới chạy ngược về mình. Đó, nên nó lâu ha. Rồi. Thì ở đây để đảm bảo nhiều khi nó chạy không đúng. Và cái hàm này trả ra kết quả là true hoặc là false. Tức là nếu như nó không đúng thì không xài. Thành ra chỗ này mình sẽ thành là một cái bool. Isusis. Xem nó đúng hay không. Khi mà không thành công, tức là nhiều khi họ vẫn giải không thành công, mình lại quay lại tiếp tục. Lặp đi, lặp lại, lặp tới, lặp lui, tới khi giải được. Và mỗi lần như vậy á, mình cho nó nghỉ tầm 2 giây. Chứ làm quá, hệ thống nó chơi, nó nghỉ mình luôn, nó không chơi mình nữa. Được chưa? Cứ như vậy, lặp tới khi giải thành công. Là xong. Đây là hàm giải cấp gia normal. Ok, bạn chỉ việc truyền cấp gia key vào, truyền bay số 4 vào, truyền hình ảnh vào cho người ta giải cho, là xong. Thì theo lý thuyết tới đây là bạn đã giải được rồi. Bạn chỉ cần một cái thứ bạn thiếu, đó chính là cái key. Ha, bạn chỉ cần cái key thôi. Thì cái key đó bạn chỉ việc đăng ký thôi ha, còn mình có key sẵn rồi. Thì làm ra bây giờ mình xài. Ok, cùng thử nè. Nhấn start. À quên, vô xóa hết mấy cái file cấp gia trong debug trước kìa. Để nó khỏi nhầm lẫn. Rồi, chạy thử. Đây, mình chỉ việc điền cái key của mình vô ha. Bỏ vô đây, key mình dài lắm, lằng ngoằng hết đó ha. Xong nhấn nó một cái chai. Nó sẽ vô đây nó giải nè. Cách chai key đưa vô nè. Quên mất. Email bay số 4 nè. Cái bay số 4 khi mà đưa ra nó sẽ ra trong như thế này nè. Đó. Được chưa? Rồi, thì giải thử. Thử giải có được không? Rồi, thành công nè. Đó, cấp cha nè, 5RADBB. Biết là 5RADBB rồi. Bây giờ xem cái file hình đã đúng không? Người ta giải đúng không? Đúng nè. Ngon chưa? À, vậy tức là tính ra cái dịch vụ này sẽ cũng được. Tốc độ đó nó chậm đó. Normal cấp cha người ta giải nhanh lắm. Read cấp cha giải lắm lâu. Chưa? Rồi, chạy thử nè. Cái data lòi ra nè. À, đầy đủ hết. Cấp cha đưa vô ngon lành nè. Chưa? Tiếp tục. Bót cái nè. Kết quả nè. Series không hợp lệ. Series không hợp lệ nghĩa là sao? Cấp gia giải được rồi đó.
Ok. Rồi, vậy chốt lại nè. Qua bài này chúng ta đã làm được chuyện gì? Mình đã chỉ cho bạn cơ chế của thằng normal cấp cha nó chạy như thế này. Mỗi lần vô là mỗi lần nó đổ. Mỗi lần vô là mỗi lần nó đổ. Và lúc đó thì nó sẽ hiển thị hình ảnh như thế này. Lúc thì nó sẽ hiển thị dạng binary như hồi nãy, như cái thằng này. Dạng binary như thế này. Rồi, đã ôm lại cho các bạn cách để lấy token một cách dễ dàng. Các bạn try tracking nó làm sao để lòi ra cái dữ liệu đầy đủ. Hướng dẫn các bạn cách để mà sử dụng cái thư viện, sử dụng một cái lớp đã được tạo sẵn để mà giải reCAPTCHA, giải normal CAPTCHA. Hiện tại là giải normal CAPTCHA, bài sau sẽ hướng dẫn giải reCAPTCHA. Cũng giống thế à, khác xíu xíu. Tại vì hàm có sẵn rồi. Rồi giải xong là ôn lại cho các bạn cách để mà chuyển từ JSON thành một cái object copy path như thế nào. Ok, vậy coi như bạn đã làm được một tool auto nạp cạc cho bạn VTC rồi đó. Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn giải reCAPTCHA. Cũng dùng dịch vụ chu cấp cha này luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể để lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu vào website chính thức của Havi Team, đó là haviteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó. Ở đây, các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn, các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm. Các bạn học rất là nhiều. Rồi, thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi ở đây, chẳng hạn nhấn tiếp tục. Chọn chủ đề bạn cần, viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây. Có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi, nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok. Nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.havyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok. Tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ lòi ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.